Để tôi đuổi nó ra. À, tự ra rồi. Thằng nào đuổi nó ra rồi sao? Rồi nghe giải thích lại này. Đầu tiên là cái form contact của người dùng. Được chưa? Rồi. Sau đấy là người dùng lưu, bấm lưu, bấm cái nút lưu vào đây. Được chưa? Thì nó sẽ sang sang nó lưu vào trong database. Và nó sẽ hiển thị một màn hình cảm biến ở trong cái trang ở trang admin đúng không? Như này đúng không? Mỗi một cái dòng này là một cái contact người ta gửi cho mình. Đúng không? Sau đó ở trong này có cái nút nút detail này. Nút detail, được chưa? Mỗi một cái dòng này là một cái contact của người dùng. Yeah. Sau đó bấm vào cái nút detail này. Khi mà chúng ta bấm vào cái nút detail. Được chưa? Thì nó sẽ ra chi tiết, ra một cái màn hình. Là cái màn hình chi tiết thì tên của họ là cái gì này? Đây là tên. Đây là số điện thoại. Là những cái gì người ta điền vào form nó sẽ hiển thị lên đây đúng chưa? Đây là email này. Và đây là nội những cái nội dung này, content. Đúng chưa? Có phải các bạn sẽ làm như này không? Vâng ạ. Sau đó chúng ta sẽ có một cái nút, có một cái nút hoặc là một cái chỗ ở dưới này là trả lời. Đây một cái field của chúng ta này. Reply. Trả lời, reply. Được chưa? Vâng. Reply. Thì cái nội dung reply của chúng ta sẽ viết vào đây là trả lời họ là như thế nào và có một cái nút là nút lưu. Nút save để ghi nhận cái việc là mình đã trả lời cho người ta rồi. Đúng chưa? Khi mà các bạn viết nội dung ở đây. Được chưa? Khi các bạn viết nội dung ở đây thì là cái này nó chính là cái reply của mình sẽ gửi một cái email cho cái người đã gửi cái contact này. Và cái mình có hai cái cột là reply for. Khi mà mình gọi là reply for á thì mình sẽ tạo ra một cái bản ghi nữa ở trong cái bảng contact. Được chưa? Tạo ra một cái bản ghi nữa trong cái bảng contact để lưu trữ lại cái đoạn nội dung trả lời này là trả lời cho contact nào. Được chưa? Và cái người mà bấm cái nút save này, cái tài khoản mà trả lời ấy là tài khoản nào. Đây reply for thì là để nhắc lại là đây là cái phần trả lời trong contact và cái câu trả lời này là dành cho contact. Được chưa? Còn một cái nữa reply by là cái người nào là người trả lời. Được chưa? Nếu mà chúng ta thực thể hóa nó trở thành cái cơ sở dữ liệu thì ví dụ như sau, tôi sẽ có cái bảng như sau. Ví dụ bảng đây là ID này. Pin này. Đang là 11 đi. Đây là key. Auto increment. Đây là email này. Đây là 55. Name. Và trang 255. Phone number và cha rồi content text và reply for giờ 11 reply by đây là in 11 luôn status. In một ạ. In một. Cái này chưa? Đây là bảng contact. Đúng rồi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ lưu như này, ví dụ ở cái màn hình trước của thằng này là tôi sẽ điền thông tin, một cái thông tin contact. Ví dụ như chúng ta có như sau. Đây là email là thiện.th32a@gmail.com. Nên là Trần Hữu Thiện. Phone là 0987654321. Content. Được chưa? Là FPT Poly Technic. Được chưa? Vâng. Từ thiết kế web đi. Nhưng mà người dùng thì chỉ điền thông tin đến thế thôi thầy. Đúng rồi, người dùng chỉ điền thông tin đến thế thôi. Và để đây status là 1. Thì khi mình hiển thị ra cái giao diện này này. Khi hiển thị cái giao diện này ra này.
thì cái nào có status mình sẽ lấy hết tất cả những cái mà không có reply for, tức là select sao from content where reply for bằng null, thì để lấy ra hết toàn bộ tất cả những cái contact là do người dùng gửi lên, được chưa? Đó thì ở đây mình sẽ có trạng thái là một, một là trạng thái những cái mà được chưa được trả lời, được chưa? Đấy, xong tiếp theo nào. Nhưng mà cái new khi new vào database thầy, cái reply for với lại reply by kia em đặt làm sao mà nó bắt buộc phải ghi vào ấy, nó không cho để trống Tích vào nốt nun như làm sao nữa, tích vào nó luôn mà. do ông tích vào cái này này do ông tích vào đây này Dạ vâng. bây giờ đừng tích nữa là được, hoặc là ông để foreign key thì nó sẽ bắt buộc phải nhập giá trị, thì đừng để là foreign key, thế thôi. Vâng, em cái được đấy chưa? em Sau vâng. bây giờ nhá, chúng ta bấm vào cái detail này, nhá, bấm vào cái detail này, nó sẽ ra thông tin của cái vừa bị bấm, đúng không? Là cái ID 1 này, đúng chưa? Đúng rồi, em làm nó đây rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ có một cái nội dung là reply này như này. Thì bây giờ ví dụ tôi đang đăng nhập bằng tài khoản Lê Trường Giang, được chưa? Cái session auth ạ. Ví dụ ID bằng 2, email là giang.lt@gmail.com. Ông này là ông quản lý viên, đây là ông Lê Trường Giang. Được chưa? Số điện thoại của ông đã lưu trong hệ thống rồi. 01234567 89, được chưa? Vâng. Nội dung là học phí, bạn chưa nộp học phí chẳng hạn, được chưa? Và cái này mình đánh dấu đây là câu trả lời, được chưa? Đây là câu trả lời cho cái nào? Trả lời cho cái ID 1, được chưa? Và người nào là người trả lời thì ví dụ như là cái ID tài khoản của thằng Lê Trường Giang này là tài khoản số 58, được chưa? Không nhỉ? Trạng thái này sau khi mình gửi email cho, mình chuyển trạng thái sang bài thành cái này thành hai. Dạ vâng. Khi mà ông tải cái, tức là hoàn toàn một cái nội dung này có thể được trả lời nhiều lần. Ví dụ thằng Giang này trả lời là bạn chưa nộp học phí, nhưng mà nó kiểm tra lại nó không đúng, được chưa? Thì lại có cái ID 3 của Giang lại trả lời tiếp, Giang TT và Giang LT @gmail.com, được chưa? Lại Lê Trường Giang, số điện thoại vẫn thế 1234567 89, đây là Đính Chính, bạn chưa ra trường được là do chưa đi thực tập đấy. Bây giờ lại reply cho thằng nào, reply cho thằng số 1 và ID vẫn là 58, câu trả lời vẫn là 2, được chưa? Thì khi mà ông tiến hành là vào chi tiết cái thằng này, vào chi tiết ở đây thì ông cần xem như là hệ thống đã phản hồi cái gì rồi, đúng không? Và phản hồi của ai, đúng chưa? Thì ông select sao from cái contact này where reply for bằng 1 order by ID, thì là ông sẽ biết luôn là lấy ra được hai thằng này, đúng không? Lấy được hai thằng này thì ông sẽ biết là thằng nào là thằng trả lời, email, số điện thoại, được chưa? Nội dung trả lời, thậm chí là ông thêm hai cái cột nữa vào đây, thêm hai cột nữa vào đây là create the đất timestamp đấy, tức là ngày thực hiện phản hồi. Được, đây nó có ngày giờ năm tháng luôn, đúng chưa? Đã clear cái ý này chưa? Đó, sao không mở ra được nhỉ? Đây, có thế thôi. Dễ như ăn kẹo mà cứ lanh quanh. Đây là có phải là đây nếu mà đúng là đây một này đóng vai trò là foreign key, đúng chưa? Nhưng mà foreign key với ai? Foreign key với chính cái thằng bên này. Nó. Thì chả là nó tự quan hệ với nó à? Không, sáng này là chắc là em tích vào cái chỗ non luôn ấy, nó không lưu được nên nó hoài mãi chỗ đấy. Đấy, thì thế thôi, bỏ cái non nun của nó đi, bỏ foreign key của nó đi nữa, được. Dạ vâng, để em sửa. Rồi, ok. Quân hiểu không Quân ơi? Có. Vâng, để em sửa. Ok. Cái gì đây, Nguyễn Công Nga, Lucy Trạc. Không share giao diện là Nga ơi.
Không xe giao diện thì review làm sao được em? Cái này trông như của WordPress ấy, trông y như giao diện WordPress luôn, đúng mẹ rồi. Có tải được cái này về không hả Quân? À hả, Nga có thế ạ, tải được nó HTML gì nó. Ok xem nhá, có logo này, có địa chỉ này, có số điện thoại này, email này, tên này, nội dung logo, address, map URL, background, image, introduce content. Introduce content này viết đâu ấy? Đây à? Vâng, đúng. Ok. Cái này em định để cái gì ở đây? Cái